đến với kênh YouTube Vui Dừa Miền Tây. Bữa nay Vui Dừa mình quay cảnh về vườn cây ăn trái ở quê hương miền Tây. Anh làm mít nha bạn. Bữa nay rất trời buổi sáng có nắng đẹp nha bạn. Đây là mít luôn nha bạn. Đây có trái nè. Mà hết mít lớn rồi bạn ơi, mít trái con rồi. Đây có quỳ chuối già nè bạn, nó già còn non nha bạn, nó rất đẹp luôn nha. Cái trái nào bên kia là mít không nha bạn. Các bạn thấy có ánh nắng chiếu vào màn hình để các bạn thông cảm cho Vui Dừa mình nha bạn. Non. Đây là cây sầu riêng nha bạn. Hôm nay Vui Dừa mình chỉ quay sơ lược cho các bạn xem thôi. Đây là bụng chuối nữa nè bạn. Bụng viên đấy nha bạn. Quá mít luôn à, rất đẹp luôn nha bạn. Các bạn có thấy video này hay á, thì cho Vui Dừa mình xin một lượt đăng ký, một like và một comment nha bạn. Tí xíu nữa Vui Dừa mình quay cảnh Vui Dừa mình leo cây dừa cao cho các bạn xem nha. Trái cây lớn nhất của miền Tây luôn. Gọi đỏ đây không ạ? Nguyên đó nè. Quê hương miền Tây là đủ các loại trái cây luôn. Đây là bụi già nữa nè. Đây là cây mít nữa nè. Con nắng là thông cảm nha. Thời nhá nhem tí bạn ơi. Rồi màn hình về chiến kênh để Vui Dừa mình trong ít phút tiếp theo. Rồi Vui Dừa mình đang cột dây vô eo ếch để chuẩn bị leo cái dừa này luôn nha bạn. À, dừa này rất là cao luôn nha bạn. Cố lên các bạn nhé, chào bà con luôn, chúc bà con buổi sáng vui vẻ luôn. Chào bà con luôn.
Bây giờ đang thả xuống nha bạn. Phải vậy luôn các bạn ơi. Thả xuống đi. Bạn
mình cột vào thức ăn luôn nha bạn. Bông dừa vừa mới giờ cắt xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy không? 6 bông luôn nha các bạn. Bye.